Thưa quý vị, sau một tuần không khí ô nhiễm nặng, sáng 14 tháng 11, chất lượng không khí tại thủ đô Hà Nội được cải thiện rõ rệt. Chỉ số AQ nhiều nơi giảm xuống mức xanh nhờ những cơn mưa. Thay vì cảm giác khó chịu thì nay người dân đã cảm thấy dễ chịu hơn và thoải mái hơn. Dự kiến chỉ số này sẽ duy trì từ hôm nay tới ngày mai nếu thời tiết tiếp tục còn mưa. 9 giờ sáng ngày 14 tháng 11, theo hệ thống quan trắc của 11 trạm đo thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, chỉ số chất lượng không khí AQI tại Hà Nội nhiều nơi ở mức xanh, tức ngưỡng tốt, không ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Các khu vực AQI từng dao động ở ngưỡng đỏ, tím và nâu, nay giảm xuống đáng kể như Tân Mai, AQI là 31, Kim Liên 35, Trung Hòa 40. Những nơi AQI cao nhất tại Hà Nội những ngày trước đó cũng giảm mạnh vào sáng nay, gồm Minh Khai, Phạm Văn Đồng hay Hàng Đậu, hầu hết chỉ ở ngưỡng từ 40 đến 50. Không khí tốt. Bên cạnh đó, hệ thống quan trắc không khí pame sáng nay cũng đưa ra bảng chất lượng không khí AQI, nhiều khu vực ở Hà Nội đều ở ngưỡng xanh và vàng. Như vậy, sau liên tiếp hơn một tuần, từ ngày 5 đến 13 tháng 11, không khí bị ô nhiễm nguy hại. Thì sáng nay 14 tháng 11, chất lượng không khí ở Hà Nội được cải thiện. Theo các chuyên gia, do thời tiết chuyển hướng mưa lạnh tạo điều kiện các khí thải bị mắc kẹt trong bầu khí quyển trước đó có cơ hội phát tán. Lượng khí thải khói bụi ở Hà Nội nhờ đó cũng giảm đi.